Vâng, em Tuấn Anh ở Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ở Hải Phòng. Thì tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay, em tiếp tục cập nhật đến cho quý vị và các bạn một số mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến một trong tất cả các mẫu xe ở đây thì anh liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, địa chỉ của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Anh em nào có nhu cầu có thể đến xem xe trực tiếp cũng như là chạy thử những mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Vâng, thì bây giờ em sẽ bắt đầu đi giới thiệu cho quý vị và các bạn những mẫu xe mà đang được có mặt tại cửa hàng của mình. Đầu tiên đây đó là một chiếc Innova G xịn có năm sản xuất 2009, phiên bản số sàn động cơ 2.0, mang biển kiểm soát 15A05461. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá tiền là 320 triệu đồng. Vâng, 320 triệu đồng để có một chiếc Innova G xịn đời 2009 phiên bản số sàn này. Thì trong cái dịp du xuân này thì quý vị bạn có thể mua chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng rất là rộng rãi anh em nhé. Vâng, bản G xịn. Tiếp theo đây sẽ là một chiếc Hyundai i10 có năm sản xuất 2015, phiên bản số sàn, động cơ 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ, mang biển kiểm soát 15A19761. Hiện tại chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá tiền là 268 triệu đồng. Một chiếc xe màu đỏ 268 triệu đồng đời 2015 bản đủ nha anh em nhé. Rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn này. Một chiếc i10 bản đủ nhập khẩu của Ấn Độ đời 2015 268 triệu đồng. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2016, phiên bản số sàn, động cơ 1.0, tên tư nhân biển Bắc Giang, 98A26954. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 235 triệu đồng. Vâng, 235 triệu đồng để có một chiếc Kia Morning đời 2016, phiên bản số sàn, động cơ 1.0. Đấy, rất là chất lượng, đã được trang bị đầy đủ màn hình DVD và cam lùi, đăng kiểm vào đến tháng 5 năm 2021, 98A26954 anh em nhé. Tiếp theo đây sẽ là một chiếc Kia Morning đời 2015, phiên bản số sàn, động cơ mới 1.25, biển kiểm soát 15A21355, màu trắng. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá tiền là 227 triệu đồng. Vâng, 227 triệu đồng để có một chiếc Kia Morning đời 2015 này. Đấy, hiện tại thì hai chiếc Kia Morning này bên em và chiếc i10, bên em có hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn chỉ cần từ 50 cho đến 70%. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 7 năm 2021 anh em nhé. Vâng, một chiếc Kia Morning màu trắng đời 2015, 4 máy 1.25, 227 triệu đồng. Và một chiếc Kia Morning đời 2016, phiên bản số sàn, động cơ 1.0, 235 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios bản Z đời 2014, máy 1.3, được trang bị hai túi khí cũng như là tất cả mọi chức năng đều rất ok. Giá tiền là 340 triệu đồng. Biển 15A. Đấy, 13470. 340 triệu đồng anh em nhé. Một chiếc Toyota Vios đời 2014 nhé, bản Z. Vâng, thì vào trong bãi xe đây thì còn một số mẫu xe nữa đang được mình muốn giới thiệu đến cho quý vị và bạn luôn này. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2015 bản E xịn, màu vàng cát. Chiếc xe này đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ bấm biển vào tên thôi. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 378 triệu đồng. 378 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios đời 2015 bản E xịn màu vàng cát. Đấy, một chiếc xe cũng rất là ok. Vâng, 378 triệu đồng. Màu vàng cát anh em nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2017 bản E xịn. Đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, mang biển kiểm soát 60A38921. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 428 triệu đồng, bản E xịn, máy 1.5, số sàn. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới anh em nhé, biển 60A. Đấy, màu bạc. Đấy, một chiếc xe còn khá là ok cho quý vị và bạn luôn này.
bản E xịn luôn anh em nhé. Đây một chiếc xe tư nhân không taxi dịch vụ luôn. Như một chiếc xe mới trong hãng nha anh em nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet Cruze đời 2011, phiên bản số sàn, động cơ 1.6, biển 36A101049. Đây là một mẫu xe thương hiệu nổi tiếng của Mỹ anh em nhé. Giá tiền của chiếc xe này là 285 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Cruze. Form xe kiểu dáng xe rất là ok. Trang bị đầy đủ 4 bánh na răng đúc. Đấy. Vâng, một chiếc Chevrolet Cruze thương hiệu của Mỹ rất là đẹp này. 285 triệu đồng đời 2011. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet Spark đời 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.0.8, mang biển kiểm soát 24A02581. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 112 triệu đồng. Vâng, 112 triệu đồng cho quý vị và bạn luôn này. Đăng kiểm của đến tháng 2 năm 2021, biển 24. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai Getz đời 2009, phiên bản số sàn, bản đổ máy 1.1, tư nhân chính chủ lưỡi sử dụng, biển 30A90143. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 169 triệu đồng. Đời 2009, bản đổ anh em nhé. Đấy. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet Vivante đời 2008, bản đổ máy 2.0, biển 29A87461. Đây là một chiếc xe tư nhân không taxi dịch vụ. Đấy. Giá tiền là 180 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, giá chưa đến 200 triệu đồng. Được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn từ ABS cho đến túi khí, na răng đúc, nội thất nguyên bản. Vâng, một chiếc xe 5 cộng 2 rất là đẹp. Vâng, đấy là một chiếc xe khá là ok cho quý vị bạn luôn, 7 chỗ ngồi, thương hiệu của Mỹ. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet, một chiếc Toyota Vios đời 2006, phiên bản 2009, phiên bản số sàn, bản E xịn, máy 1.5, trang bị đầy đủ ABS, túi khí. Đấy. Giá tiền chiếc xe này là 260 triệu đồng. Đời 2009 anh em nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Mitsubishi Galant có năm sản xuất 2005, phiên bản số tự động, động cơ 2.4 nhập khẩu. Động cơ 2.4 mang biển kiểm soát 15A07191. Một chiếc Mitsubishi 7 chỗ ngồi. Đấy, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản anh em nhé. Giá tiền là 269 triệu đồng. Alo. Dạ vào đúng ạ. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Còn một chiếc thôi chị ạ. Vâng. Số sàn ạ, số sàn ạ. Vâng ạ. Vâng, Zalo. Vâng, chị kết bạn Zalo với em cái số này hay là số nào? Số này của chị là Zalo ạ. Thế chị không, chị kết bạn cho em cái số 0816662386 ạ. Vâng, ok ạ. Em chào chị nha. Đấy, một chiếc Mitsubishi đi ạ. 269 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2013, phiên bản số sàn, bản E xịn. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 312 triệu đồng. Vâng, 312 triệu đồng cho quý vị và bạn luôn này. 312 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios đời 2009, bản E xịn, 2013 bản E xịn này nhá. Tiếp theo sẽ là một chiếc Innova G xịn đời 2008 bản G xịn,
Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 315 triệu đồng, đăng kiểm của đến tháng 7 năm 2020. Đây là một chiếc xe tư nhân không taxi, không dịch vụ, biển 14A13410. Đấy, một chiếc Innova G xịn đời 2008 bản G xịn anh em nhé. Xin lỗi quý vị và các bạn nhé, mình nói nhầm. 2008 bản G xịn, chiếc xe tư nhân không taxi dịch vụ, giá tiền là 315 triệu đồng. Đấy, một chiếc Innova còn rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn này. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10 sedan đời 2016, phiên bản số sàn, động cơ 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Bản sedan 2 đầu mang biển kiểm soát 23A05069. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 338 triệu đồng nha anh em nhé. i10 sedan 2 đầu, máy 1.2, sản xuất 2016. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2010, phiên bản số sàn, máy 1.5, bản Nimo đã được nâng kịch sàn, biển 14A09772. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là bao nhiêu ạ? 230 triệu đồng. Vâng, 230 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios đời 2010, phiên bản số sàn, bản Nimo lưng kịch, bản đời 2010, biển 14A, 230 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Camry đời 2005, đăng ký lần đầu 2006, phiên bản số tự động, động cơ 3.0, biển 15A08495. Chiếc xe này được trang bị hệ thống máy 3.0 V6 số tự động, đời 2005, đăng ký lần đầu 2006, giá tiền là 230 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Caravan này thì em bán rồi này. Vâng, Camry 2005 đăng ký lần đầu 2006 này, máy 3.0 số tự động, 230 triệu đồng. Anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng mình, cũng như là có thể là chạy thử những chiếc xe mà quý vị bạn đang có nhu cầu cần mua. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Jay đời 2003, đăng ký lần đầu 2004, bản DX, mang biển kiểm soát 29A84169. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 140 triệu đồng. Toyota Jay, 7 chỗ ngồi, máy 1.8, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, 140 triệu đồng. Musso xăng rông đời 2004. Đấy, máy xăng, động cơ 2.3 số tự động. Đấy, 7 chỗ ngồi, biển 15A13 17335, giá tiền là 128 triệu đồng. Musso xăng rông 2003 2004, đời 2004 nhé, số tự động, máy 2.3, 2 cầu số tự động, máy xăng, 128 triệu đồng. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi cái video của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Anh em quý vị và các bạn có thể là kết bạn với em qua Zalo số 081 666 2386, hoặc có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho em để cập nhật được những mẫu xe mà mới về cửa hàng của mình nhất, được không ạ? Vâng, tiếp theo đây sẽ là một chiếc i10 đời 2014. Vâng, i10 đời 2014 bản đủ. Đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi, không dịch vụ, biển 15A18320. Chiếc xe này thì bên em đang báo giá tiền là 280 triệu đồng. Vâng, một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, nên là chiếc xe này thì anh em không phải bàn về chất lượng. Đấy, giá cả thì nó tùy theo chất lượng của chiếc xe, nên anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình để cảm nhận được cái chất lượng của chiếc xe i10 đời 2014 này, bản đủ này, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ này anh em nhé. 280 triệu đồng, máy 1.0, nhập khẩu, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc i10 đời 2014, phiên bản số sàn, máy 1.0. Chiếc xe này thì biển 98A15801 và giá tiền là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng cho một chiếc i10 đời 2014 bản đủ này. Chiếc xe này thì qua hai chủ rồi.
Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning giá rẻ, rất là giật mình anh em nhé. Đời 2016 phiên bản số sàn động cơ 1.0, trang bị đầy đủ la răng đúc rồi. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản luôn. Giá tiền của chiếc xe này thì bên em đang bán là 218 triệu đồng. Nội thất ghế da nguyên bản anh em này, đời 2016 phiên bản số sàn động cơ 1.0, 218 triệu đồng. Chiếc xe này đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Vâng, rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn. Một chiếc Kia Morning đời 2016 anh em nhé, màu vàng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Ford Mondeo sản xuất 2005, đăng ký lần đầu 2007, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, động cơ 2.5 bản đủ cửa lóc. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 193 triệu đồng. Đây là một chiếc xe còn khá là đẹp cho quý vị và bạn luôn này. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe này đều là nguyên bản hết anh em nhé. Ghế da nguyên bản, tất cả mọi chức năng đều rất ok, lốp sơ cua cũng chưa hạ. Chỉ với 193 triệu đồng đời 2005, đăng ký lần đầu 2007, nội thất zin. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Honda Civic đời 2007, phiên bản số tự động, động cơ 2.0 bản đủ cửa lóc, tích hợp gạch số vô lăng. Giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán là 315 triệu đồng đời 2007 anh em nhé. Đấy, Honda Civic. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet Spark đời 2010, phiên bản số tự sàn, động cơ 0.8, biển 18A13395. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 109 triệu đồng đời 2010, phiên bản số sàn, trang bị đầy đủ màn hình DVD và cam lùi. Đấy, tất cả một chức năng đều rất là ok anh em nhé. Đây là một mẫu xe rất là nhỏ gọn, 5 chỗ ngồi, tiết kiệm nhiên liệu, 5 lít trên 100 cây cả điều hòa. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10 đời 2015, phiên bản số sàn, động cơ 1.0, được trang bị đầy đủ màn hình DVD và cam lùi, ghế lễ nguyên bản theo xe, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Giá tiền là 228 triệu đồng. Vâng, 228 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 đời 2015 anh em nhé, màu trắng. Chiếc xe này đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Rất là rẻ cho quý vị và bạn luôn này. Một chiếc i10 2015 số sàn 228. Tiếp theo sẽ là một chiếc xe rẻ tiền nhất cửa hàng của mình. Đó là một chiếc Fiat đời 2004, máy 1.6. Đấy, chiếc xe này mang biển kiểm soát 19A15796. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán giá tiền là 85 triệu đồng anh em nhé. Fiat đời 2004, máy 1.6 anh em nhé, rất là tiết kiệm, rất là khỏe. Kia Carian đời 2010, phiên bản số tự động, động cơ 2.0 bản đủ cửa lốc. Chiếc xe này đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Giá tiền là 330 triệu đồng. Kia Carian đời 2010, phiên bản số tự động, động cơ 2.0, zin cả xe. Vâng, Hyundai i10 đời 2014 bản đủ, đăng ký lần đầu 2015, máy 1.0 nhập khẩu, giá tiền là 272 triệu đồng. Hyundai i10 anh em nhé, đời 2014, đăng ký lần đầu 2015, phiên bản số sàn, động cơ 1.0 bản đủ nhập khẩu của Ấn Độ. Giá tiền thì 272 triệu đồng, rất là hợp lý này. Bản đủ anh em nhé, biển 99A06735. Mitsubishi Glalit 2005, đăng ký lần đầu 2006, máy 2.4, 7 chỗ ngồi, số tự động. Giá tiền 269 triệu đồng. Rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn này. Đấy, ai thử chiếc xe này mà màn hình vẫn để này thì cứ bảo làm sao là các bạn ấy xem xe lại hết điện. Đấy, rất là ok cho quý vị và bạn luôn nhé. 269 triệu đồng, một chiếc Mitsubishi 7 chỗ ngồi, màu rất là đẹp.
Toyota Innova G xịn đời 2006, máy 2.0, bản đủ. Đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền là 276 triệu đồng. 14A06415. Innova G xịn anh em nhé. Một chiếc xe tư nhân không taxi dịch vụ này. Giá tiền là 276 triệu đồng. Anh em có nhu cầu mua chiếc xe này về chạy gia đình hay là chạy dịch vụ trong dịp Tết này thì cũng rất là ok. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10 đời 2014 bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Chiếc xe này bên em bán chỉ có 252 triệu đồng thôi. Bản đủ anh em nhé. Trang bị cả túi khí, xi nhan được tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, đề lỗ start top. Đấy. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021. i10 biển 99A08072. Đây ạ, dây đi ạ. Vâng, thì hiện tại nhà em đang có rất nhiều các mẫu xe từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Từ 5 chỗ, 4 chỗ cho đến 7 đến 8 chỗ ngồi. Rất là dài. Anh em có nhu cầu có thể là mua những chiếc xe mà theo mục đích sử dụng của quý vị và các bạn thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.